Năm 2024, phương Tây đón giao thừa với hai cuộc chiến tranh lớn, một tại Ukraine và một ở giải Gaza. Trong khi đó ở châu Á, bán đảo Triều Tiên, eo biển Đài Loan, biển Đông, nguy cơ xung đột vũ trang cũng đang trực chờ bùng phát. Và cũng chưa có lúc nào uy tín của siêu cường Mỹ bị thách thức gay gắt như trong năm 2023 và năm 2024 sắp tới. Ngày 7 tháng 10 năm 2023, Thế giới bất ngờ trước một chiến dịch đánh úp đẫm máu của phe Hamas nhắm vào nhiều địa phương, giết chết hơn 1.140 thường dân Israel và bắt theo hơn 250 con tin. Nếu như thế giới lên án hành động giết người với một mức độ tàn bạo chưa từng có của lực lượng Hamas, bị Hoa Kỳ, EU và Israel xếp vào diện khủng bố, thì các cuộc tấn công trả đũa của quân đội Israel ở giải Gaza làm hơn 20.000 thường dân Palestine thiệt mạng và hàng triệu người dân phải bỏ nhà cửa chạy lánh nạn cũng bị cộng đồng quốc tế kịch liệt chỉ trích làm thế nào giải thích cho sự trở lại của tình trạng man dợ này? Nhà địa chính trị học Carlo Andre, chuyên gia về tương quan lực lượng và bạo lực ở Trung Đông, giải thích xung đột bùng phát là vì cộng đồng quốc tế từ lâu vẫn phủ nhận chính nghĩa của người Palestine, từ chối nhìn nhận thẳng vấn đề. Ông nói, chúng ta nên hiểu rằng tình hình nguyên trạng là hầu như không trụ được, người ta đã quên rằng giải Gaza bị phong tỏa từ năm 2007 và có hơn 2 triệu người sinh sống trên một diện tích rộng chỉ có 370 km vuông. Do vậy, khó có thể mà sống được. Thêm vào đó là việc gia tăng xây dựng các khu định cư do Thái ở phía đông Jerusalem và Sheikh Jordan. Rồi còn một giới trẻ hoàn toàn tuyệt vọng bởi vì họ thật sự không có tương lai. Đâu là lối thoát cho xung đột? Người ta nói nhiều đến giải pháp hai nhà nước. Một giải pháp mà ông Gerard Orat, cựu đại sứ Pháp ở cả Israel, Liên hợp quốc và Hoa Kỳ, trong một phiên điều trần trước ủy ban đối ngoại về tình hình Israel của Hạ viện hồi trung tuần tháng 11 năm 2023 đánh giá là điều không thể. Ông giải thích: "Vấn đề cốt lõi của Sea Jordan nằm ở điểm đây là vùng đất thánh. Ở đây quý vị có hai cản trở chính. Thứ nhất là cản trở an ninh, bởi vì khi hình thành nhà nước Palestine tại Sea Jordan, tức là chúng ta sẽ có một nhà nước Palestine chỉ nằm cách Tel Aviv có 14 km." cách sân bay quốc tế Ben Gurion của Israel 5 km. Vì vậy, chỉ cần một quả rocket là Israel ngừng hoạt động. Hơn nữa, người dân Israel không muốn hòa bình, họ muốn có an ninh, nghĩa là theo một cách nào đó, Israel luôn ở trong tình trạng chiến tranh từ năm 1948 và có thể nói rằng Israel đã quen sống trong những điều kiện như thế. Nhưng đối với họ, mục tiêu chính vẫn là an ninh. Điều thứ hai, đó là một nền an ninh phải do chính họ đảm bảo, do lịch sử đất nước, Người Israel không tin tưởng bất kỳ ai cho an ninh của mình và đương nhiên là cả với Hoa Kỳ. Do vậy, bất kỳ ý tưởng nào về một lực lượng quốc tế, lực lượng các nước Ả Rập hay một lực lượng Liên Hợp Quốc đều không có chút cơ may nào được chấp nhận bởi một đất nước mà tôi có thể nói là bị cuồng ám. Ẩn sau cuộc xung đột này còn là một ván cờ lớn giữa các cường quốc trong khu vực. Chiến sự bùng phát là một đòn giáng chặn đường Israel bình thường hóa quan hệ với nhiều nước Ả Rập, đặc biệt là Ả Rập Xê Út trong khuôn khổ thỏa thuận Abraham được thương lượng dưới sự chủ trì của chính quyền Donald Trump từ năm 2020. Đối với Iran, nước cờ này của Mỹ và Israel là một mối đe dọa, có thể đảo lộn thế tương quan lực lượng trong vùng vịnh, có lợi cho Ả Rập Xê Út. Súng phóng lựu có gắn đầu đạn nhiệt áp do Hamas sử dụng là một bằng chứng cho thấy có sự can thiệp của Tehran. Xung đột ở giải Gaza đang che lớp một cuộc chiến khác kéo dài gần 2 năm. Cuộc chiến chống Nga ở Ukraine đang diễn ra gay gắt trong những ngày cuối năm Cuộc phản công của Kiev mà các đồng minh phương Tây trông đợi bắt đầu từ tháng 6 đã thất bại, như thừa nhận của Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine với tuần báo Anh The Economist. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc họp báo truyền thống cuối năm cũng phải nhìn nhận chiến tranh không biết hồi nào kết thúc. Lời thừa nhận chua chát được đưa ra vào lúc Tổng thống Joe Biden chưa thông qua được gói viện trợ bổ sung 60 tỷ đô la cho Ukraine do vấp phải những phản đối mạnh mẽ từ Đảng đối lập Cộng Hòa tệ hơn nữa theo báo cáo do Viện Nghiên cứu Kinh tế Quốc tế Kien của Đức. Cam kết trợ giúp của các nước đồng minh cho Kiev trong năm 2023 đã rớt xuống mức thấp nhất tính từ đầu cuộc chiến vào tháng 2 năm 2022. Trong khi đó, quân đội Nga được chi viện thêm 300.000 quân dự bị và trang bị thêm nhiều vũ khí đạn dược từ nhiều nguồn cung khác nhau như Iran, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, gia tăng oanh kích Ukraine ngày đêm, mở nhiều cuộc tấn công khác. Hạ viện Nga cuối tháng 10 năm 2023 còn thông qua một khoản ngân sách quốc phòng cho năm 2024 tương đương với mức 107 tỷ euro, chiếm khoảng 6% GDP của đất nước, tăng 70% so với năm 2023. Quyết định này thể hiện quyết tâm theo đuổi chiến dịch quân sự trong dài hạn, một cuộc chiến tiêu hao chống Ukraine. Giáo sư địa chính trị Carlos Grimo, chuyên gia về không gian hậu Xô nhà sáng lập trung tâm nghiên cứu về Nga và Đông Âu tại Geneva, phân tích. Đây là một cuộc chiến tiêu hao. Chúng ta đã thấy điều này từ ngay đầu cuộc chiến. Vào lúc các mục tiêu của Nga không thể đạt được ở miền Nam, chiến sự đã diễn ra ở phía Đông và phía Nam với các vùng lãnh thổ bị kiểm soát. Cuối cùng, Nga đã đóng quân trên những vùng lãnh thổ mới với những tuyến phòng thủ mà rủi thay họ đã có thời gian để dựng lên. Và tình trạng này hiện đặt Ukraine vào thế khó khăn trong cuộc phản công, vốn không mang lại kết quả như mong đợi. Với 17% lãnh thổ Ukraine bị Nga chiếm đóng, nên đây là một cuộc chiến tiêu hao, một cuộc chiến hiện diện ở nước này. Vào lúc mùa đông đang đến và với thất bại của cuộc phản công, người ta sẽ phải chứng kiến tình trạng này kéo dài trong nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm. Và một trận thứ ba cho Mỹ là gì? Điều đáng chú ý là trong cả hai cuộc chiến, tuy không có cùng tác nhân, không cùng lý lẽ, nhưng đều có sự can dự của Mỹ. Tại Ukraine, Washington đã gián tiếp thông qua các khoản viện trợ vũ khí và tài chính. Còn với Israel, Mỹ can dự trực tiếp qua việc cung cấp đạn dược, triển khai lực lượng khi cho điều hai hàng không mẫu hạm tới phía đông địa Trung Hải, và nhất là bằng lá phiếu phủ quyết ở Liên Hợp Quốc. Nhưng Hoa Kỳ có thể gồng mình che chở cho các đồng minh đến đâu nếu như có thêm một mặt trận thứ ba ở châu Á. Các vụ va chạm giữa Hải quân Trung Quốc và Philippines tại những vùng lãnh hải có tranh chấp ở Biển Đông trong năm 2023 đã gia tăng đáng kể. Chính quyền Manila xích lại gần với Washington khi quyết định mở thêm 4 căn cứ quân sự cho quân đội Mỹ bố trí vũ khí và luân chuyển quân. Giảng viên Laurent Gedeon, trường sư phạm Lyon giải thích, Bắc Kinh luôn ý thức rằng Philippines là một nhân tố và là một tác nhân quan trọng trong các nước cờ nếu xảy ra xung đột ở Đài Loan, điều này không chỉ do mối quan hệ đồng minh của Manila với Washington mà còn do vị trí địa lý gần gũi của quần đảo với Đài Loan. chẳng vì thế mà Trung Quốc trách nhiệm thường trực phản ứng của Mỹ hay sao? Bài phân tích trên Frank Inter ngày 12 tháng 12 cũng tự hỏi đã can dự và nhiều nơi khác liệu Hoa Kỳ có thật sự muốn hoặc có đủ năng lực để can thiệp chỉ vì một hòn đá mang tính biểu tượng ở Biển Đông? Việc rút quân trong hỗn loạn ở Kabul năm 2021 thường bị Moscow diễn giải như là một tín hiệu rằng Washington có lẽ sẽ không hành động gì đối với cuộc chiến ở Ukraina xảy ra 6 tháng sau đó. Do vậy, việc bỏ rơi Ukraina ngày nay cũng có nguy cơ đưa ra một tín hiệu tương tự cho Trung Quốc ở châu Á. Đó chưa kể đến những hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng trên bán đảo Triều Tiên. Chưa có lúc nào vị thế siêu cường của Mỹ bị thử thách mạnh mẽ như lúc này. Với vai trò là cường quốc hàng đầu, Hoa Kỳ buộc phải liên tục đặt uy tín của mình lên hàng đầu trước mỗi cuộc khủng hoảng, mỗi thách thức từ một cường quốc khác nhưng vấn đề thực sự đặt ra là liệu Mỹ còn có muốn giữ thứ hạng này hay không? Trong chưa đầy một năm nữa, Mỹ sẽ tổ chức bầu cử Tổng thống, trước bóng của Donald Trump ngày một lớn và người ta có nhiều rủi ro nhìn thấy sự đối đầu về hai tầm nhìn đối nghịch nhau trên thế giới cũng như là vai trò của Mỹ. Bài phân tích lưu ý, cử tri Mỹ sẽ không bỏ phiếu cho việc ủng hộ hay chống lại trợ giúp Ukraine, hậu thuẫn Israel hay can thiệp vào Biển Đông. Lá phiếu của họ sẽ có những tác động lớn cho tất cả các cuộc khủng hoảng này quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở unboxify xin cảm ơn vì đã ủng hộ